ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một bài nhảy dân vũ mới, đấy là bài nhảy Tìm Em Qua Câu Dân Ca. Các bạn yêu thích những bài nhảy của mình, đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất của bộ kênh cho mình nhé. Và bây giờ mời các bạn chú ý cùng mình vào bài tập. Đầu tiên sẽ là phần nhạc dạo các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn sẽ đi hết đoạn nhạc dạo. Và bây giờ mình sẽ sang động tác chính của bài. Tổ hợp thứ nhất, các bạn bước chân sang phải và hai tay đưa ra trước. 1, 2, nhịp thứ 3 các bạn đưa về 3 và nhịp thứ 4 các bạn đổi bên nhé. 4. Và bây giờ sẽ là 4 nhịp chân đi sang phải, tay các bạn sẽ đánh vòng đôi chân nhé. 1, 2, 3, 4 và bây giờ sang trái nhé. 5, 6, 7, 8. Mình sẽ lặp lại hai động tác này 3 lần. 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần thứ 3. 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ mình sẽ sang tổ hợp thứ 2 các bạn nhé. Tay trái các bạn để vuông trước ngực và tay phải sẽ gập khỉu vuông góc nhé. 1, 2, 3, 4. Bây giờ các bạn sẽ đưa hai tay đẩy lên cao và chân trái sẽ sang trái. 5, 6 đưa về, 7 đưa ra và 8 đưa về. Bây giờ mình sẽ đi siết sang bên trái nhé. Đổi tay, tay trái vuông góc và tay phải để vuông trước ngực. 2, 2, 3, 4, đẩy ra, 5, 6 thu về, 7 đẩy ra và 8 thu về. Bây giờ mình sẽ có 4 nhịp chân với các bạn nhé. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và mình sẽ lùi bên trái nào. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đưa về. 1, 2, 3, 4. Và tiếp theo sẽ là tổ hợp thứ 3. Các bạn sẽ có 4 nhịp chân đi sang phải nhé. 1, bước chân phải sang phải và hai tay đưa ra trước. 2, bước chân trái sang theo và đưa hai tay ra ngang. 3, tiếp tục nhé. 3, 4. Và bây giờ mình sẽ đi sang trái. Tay các bạn sẽ đưa lên cao. 5, 6, 7, 8. Và mình lặp lại động tác này lần thứ 2 nhé. 2, 2, 3, 4. Lên cao nào. 5, 6, 7, 8. Sẽ là tổ hợp cuối cùng. Các bạn sẽ có 4 nhịp chân đi sang phải, tay đánh theo chân. 1, 2, 3, 4. Và sang trái nào. 5, 6, 7, 8. Sang phải. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác này mình sẽ đi hết phần nhạc các bạn nhé. Hey.
2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 3 2 3 4 5 6 7 8 và tổ thứ hai 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 và bây giờ sẽ là tổ thứ 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 và tổ hợp cuối cùng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác này các bạn sẽ đi hết phần nhịp dạo. Động tác này các bạn sẽ đi hết phần